Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Toàn cảnh căn nhà sàn bề thế ở quê mặt Văn Khoa mới xây tặng bố mẹ. mặt Văn Khoa cho biết căn nhà sàn khang trang như biệt thự mới hoàn thành là món quà ba chị em báo hiếu bố mẹ. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió sau thành công ở thách thức danh hài, Mạc Văn Khoa dần đắc rô và trở thành gương mặt được rất nhiều người yêu thích trên các chương trình, phim ảnh. Bên cạnh đam mê nghệ thuật, nam diễn viên còn lấn sân sang kinh doanh, chuỗi cửa hàng ăn uống có tiếng. Cuộc sống sung túc hơn, Mạc Văn Khoa khiến nhiều người trầm trồ khi xây dựng một căn nhà mới hoành tráng cho bố mẹ ở quê. Bà xã nam diễn viên và gia đình chồng chụp ảnh trước sân nhà mới. Sau thời gian giãn cách, vì tình hình dịch bệnh mạc văn khoa đưa vợ con về hải dương thăm gia đình nam diễn viên mới đây tổ chức bữa tiệc sinh nhật sớm cho con gái kết hợp tân gia nhà mới các thành viên đều trưng diện trong ngày vui niềm hạnh phúc ngập tràn từ ánh mắt đến nụ cười mạc văn khoa và gia đình rạng rỡ trong ngày trọng đại với niềm vui nhân đôi trên trang cá nhân mạc văn khoa khoe toàn cảnh căn nhà sàn mới của gia đình với khán giả Nam diễn viên cho biết các chị em đều làm ăn ở xa, nay đồng lòng xây dựng cơ ngơi này. Trên ý tưởng của bố, anh mong rằng phụ huynh sẽ luôn khỏe mạnh để con cháu được mong báo hiếu ơn dưỡng dục. Mạc Văn Khoa tặng bố mẹ món quà báo hiếu, trị giá và ý nghĩa. Từ hình ảnh có thể cho thấy cơ ngơi được xây dựng đơn giản nhưng rất bề thế, trên nền diện tích lớn. Phần tường bao quanh chủ yếu làm bằng gỗ rất ấm áp và chắc chắn phần mái cũng được lợp đỏ tươi hài hòa với màu sắc của căn nhà xung quanh cơi ngơi là vườn tược rộng lớn xanh mướt gia đình mạc văn khoa cũng thiết kế một tiểu cảnh ở trước nhà rất đẹp sau gần nửa năm khởi công căn nhà sàn ba chị em chúng con cùng xây dựng nên ý tưởng của bố đã hoàn thành rồi ạ à. ba chị em chúng con đều đi xa quê để bươn chải cuộc sống và sau bao năm thì cuối cùng tụi con cũng có một món quà để báo hiếu cho bố mẹ tụi con mong bố mẹ luôn hạnh phúc khỏe để tụi con được chăm sóc đền đáp công ơn sinh thành và dạy dỗ của bố mẹ ạ à, nam diễn viên viết không gian rộng rãi và thoáng mát của căn nhà sàn khiến nhiều người trầm trồ thiết kế cơ ngơi mộc mạc nhưng rất đẹp mắt và vững chãi bên dưới phần bình luận khán giả gửi nhiều lời chúc đến gia đình mạc văn khoa sự nghiệp thành công nam diễn viên đã giúp đỡ bố mẹ có cuộc sống sung túc thoải mái hơn vẻ ngoài đáng yêu của bé mini trong bức ảnh chụp gia đình cũng khiến nhiều khán giả suýt xoa không ngớt. Trả lời bình luận của mọi người, Mạc Văn Khoa cho biết đã quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc. Một số bình luận liên quan, bố mẹ có các con đáng đồng tiền bát gạo quá, nhà đẹp quá Khoa ơi chúc mừng gia đình, bố mẹ em tự hào về em lắm đấy. Mong các con sống hạnh phúc như vậy để bố mẹ đợi tuổi thân các con nhé. Nhà sang hoành tráng quá, bố mẹ mát lòng mát dạ. Sau việc và khán giả chia sẻ niềm vui với gia đình Mạc Văn Khoa, Ngôi nhà bề thế như biệt thự ở quê của Mạc Văn Khoa khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ, bên cạnh sự nghiệp thành công, nam diễn viên còn có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Con gái Mạc Văn Khoa nhận được tình cảm yêu mến của quý khán giả, nhiều lần gây sốt bởi hình ảnh đáng yêu hết nấc. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.